cùng dành một trái tim lớn thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự xuất hiện của Aiza. Bây giờ Isaac chơi playback chứ đúng không ạ? Đúng không ạ? Các Isaac xin vài phút nhá. Alright. Ok. Đầu tiên sẽ là một bản remix của một ca khúc mà Isaac rất là vui khi mà ca khúc này, khi mà Isaac tham gia chương trình remix nhận được rất là nhiều sự thích của khán giả. Và đây là bản remix của Born and Talking bài hát mang tên Sherry Lady. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức ạ.
chưa? Đã chưa?